Doanh số thể thảm của iPhone tại Trung Quốc Doanh số iPhone tại Trung Quốc đã giảm 28% trong quý 3 năm 2019 do tác động từ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Theo dữ liệu mới nhất của Canalys, cũng theo theo Canalys, sự sụt giảm này thậm chí còn thê thảm hơn. Nhưng do có sự xuất hiện của iPhone 11 đã vớt vát cho Apple phần nào. Mặc dù vậy, thời điểm khó khăn nhất của Apple tại thị trường này có thể vẫn còn đang ở phía trước. Nguyên nhân của sự sụt giảm này được cho là do người tiêu dùng Trung Quốc không mặn mà với hàng hóa của Mỹ để đối phó với cuộc chiến thương mại do lầu năm góc khởi xướng, mở màn bằng lệnh cấm Huawei nhập khẩu linh kiện và phần mềm của Mỹ. Cuộc tẩy chay đối với các sản phẩm Apple của người dùng tại Trung Quốc ngày càng gia tăng, với những dấu hiện bắt đầu từ đầu năm nay. Điều này từng được Tim Cook cảnh báo rằng, môi trường kinh doanh ở Trung Quốc bị ảnh hưởng rất nhiều do căng thẳng thương mại gia tăng của nước này với Mỹ. Nó không chỉ đè nặng lên thị trường tài chính mà hiệu ứng đã lan sang cả người tiêu dùng, khiến số người đến các cửa hàng bán lẻ của Apple giảm hẳn. Hồi tháng 5, một nhà phân tích dự đoán rằng, doanh số iPhone tại Trung Quốc có thể giảm tới 50%. Tuy không đến mức tồi tệ như dự đoán này, mức giảm 28% vẫn rất lớn, ngay cả khi Apple có loạt sản phẩm mới ra mắt trong tháng 9. Canalys cho biết, chính mẫu iPhone 11 giá rẻ nhất ra mắt trong tháng 9 đã ngăn sự sụt giảm doanh số iPhone ở mức thê thảm hơn. Việc Apple gia nhập muộn với thị trường các thiết bị 5G cũng là một nguyên nhân đáng kể, nhất là khi các hãng smartphone của Trung Quốc tung ra nhiều thiết bị 5G và thúc đẩy việc quảng bá rầm rộ trong hai quý tới. Huawei chính là hãng giành thắng lợi trong quý vừa qua, khi đạt mức tăng trưởng 66% so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù vẫn đang chịu lệnh cấm của Mỹ.